you make me feel like I'm awake. I don't know why you make me shine like a star in the sky. I'm okay. Buổi chiều tối ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với một căn siêu phẩm nhà đẹp ngang 5m2 sâu vào 15m tại trục đường Nguyễn Văn Khối thuộc phường 11 quận Gò Vấp nha quý vị. Gần với chùa Nghệ Sĩ nha. Một cặp đôi nhà đẹp. Một căn siêu phẩm nhà đẹp với bề ngang rất là rộng, có thang máy ngang 5m2 sâu vào 15m, thiết kế trệt lửng 3 lầu, có tới 5 phòng ngủ, 6 vệ sinh, phòng giặt, phòng thờ, sân thượng trước sau. Căn nhà mình là căn nhà xây mới hoàn toàn năm 2024, sổ hồng riêng, hoàn công sổ sách đầy đủ hết rồi. Và đang được giao bán với giá hơn 8 tỷ đồng. Một căn nhà đẹp, ngang to và giá rẻ, có thang máy nha quý vị. Xây mới cực kỳ đẹp, cực kỳ chất luôn. Phía ngoài có ốp nhựa và chạy đèn cực kỳ sáng quắc luôn nha các anh chị. Đấy, ngang rộng tới 5m2 sâu 15m. Sổ hồng riêng, hoàn công sổ sách thì đủ hết rồi. Chúng ta sẽ có một lớp cổng sắt 4 cánh phía bên ngoài. Bên trong có cửa nhôm sinh pha, khoảng sân khoảng tầm 1m rưỡi. Đây, ngang bề ngang rất là rộng, rất là to, rất mát, thoáng luôn nha anh chị. Đường trước nhà là con đường 5m, hẻm một xẹt sát với trục đường chính Nguyễn Văn Khối phía bên ngoài, cách đường Nguyễn Văn Khối khoảng tầm 20m thôi. Vị trí cực kỳ đẹp, cực kỳ thuận tiện cho anh chị nào mua để ở làm văn phòng công ty. Căn nhà có thang máy nha. Một căn siêu phẩm nhà đẹp ngang rộng và hướng chính nam, ngang 5m2 dài 15m, có thang máy. Xây mới hoàn toàn năm 2024, sổ hồng riêng, hoàn công sổ sách đầy đủ hết rồi. Khoảng sân 1m rưỡi. Bên trong thì có cửa nhôm sinh pha 4 cánh. Bên trong đây là không gian phòng tiếp khách gara ô tô. Sẽ được ốp sàn gạch 80, tặng lại sofa da, kệ tivi. Tường thì được ốp nhựa PVC và chạy đèn LED. Trên có trần thạch cao, đèn LED, đèn chùm. Bố trí rất đẹp, rất sang luôn. Căn nhà ngay tại trục đường Nguyễn Văn Khối thuộc phường 11 Gò Vấp. Gần với trường, gần với chùa Nghệ Sĩ nha các chị. Sang chùa Nghệ Sĩ góc tầm 200-300m thôi. Đấy, gần với ngã tư đường Nguyễn Văn Khối và đường số 12 nha. Ngày xưa đường này là đường số 11 nha anh chị. Đấy, hẻm một xẹt sát đường chính, thuận tiện anh chị mua làm văn phòng, kinh doanh buôn bán hoặc chúng ta mua để ở. Ngang 5m2 sâu 15m, bề ngang rất là đẹp nha anh chị. Đấy, bề ngang rất rộng luôn, rất là thoáng nha. Thạch chân thạch cao và đèn LED, đèn chùm đầy đủ hết luôn. Di chuyển vào phía trong sẽ là không gian phòng bếp và thang máy. Đây thì có để một cái cây mai, cái mai giá nha anh chị. Tủ bếp gỗ An Cường, có trên có đèn chùm thạch cao. Trong đây thì có tặng bàn ăn 6 ghế, có tặng tủ lạnh 2 cánh, này, tủ kệ dưới phía dưới gầm cầu thang. Giá giao bán chỉ có 8 tỷ 600 triệu đồng, vẫn còn thương lượng nha quý vị. Thang máy 450kg. Đi được 6 người nhưng mà chủ nhà khóa mất rồi, đang báo trì nên là khóa không vào được nha anh chị. Đấy, phía sau thì có trừ lại mét để chúng ta làm toilet và giếng trời. Đấy, do vậy nhà có cửa sổ sau rất là thoáng nha quý vị. Cái toilet nhỏ nhỏ phía trong đây. Nhà có tới 5 phòng ngủ, 6 vệ sinh. Đấy, hướng chính nam. Giá bán thì có 8 tỷ 600 triệu thôi, vẫn còn thương lượng nha. Vẫn còn thương lượng thoải mái. Hẻm một xẹt 5m sát với trục đường Nguyễn Văn Khối, phường 11. Và di chuyển lên trên, chúng ta sẽ đến với tầng lửng. Cầu thang ốp đá kim sa trắng, chạy đèn LED.
tay vịn của cam xe, kính cường lực dày 10 ly. Đây có thang máy này, tầng lưng thiết kế phòng ngủ luôn, gia đình nào muốn làm phòng khách cũng được. Đây, có giường nệm, tủ áo, máy lạnh, đèn chùm. Đây, trong này có cái nhà vệ sinh rất là lớn luôn. Nhà vệ sinh lớn thì làm chung cho cả phía dưới này, do vậy có bồn tắm nằm, khu vực xông hơi, gương led và vòi sen thuyền. Đấy, bồn cầu đi vệ sinh. Căn nhà cực kỳ là xịn sò nha. Có thang máy, giá bán sát là rẻ thôi. Có 8 tỷ 600 triệu đồng thương lượng. Nhà rộng to. Di chuyển lên trên lầu 1 sẽ là khu vực phòng ngủ 1, 2, 5 phòng ngủ và 6 vệ sinh luôn. Ở dưới thì được ốp sàn gạch 80, giường nệm, tủ áo, kệ tivi, đèn chùm, máy lạnh, cửa sổ ra phía ngoài, ban công một chút. Quá là đẹp, quá là đẳng cấp nha mọi người. Chỉ chờ anh chị đến mua và sở hữu em nó thôi. Phòng phía trước thì rất là rộng. Hướng chính nam nha. Toilet và sân thuyền, bồn cầu khối, lavabo rửa mặt, gạch ốp cao đụng trần, gương led đầy đủ hết luôn. Phía sau đây là không gian phòng ngủ số 2. Giường nệm, tủ quần áo, máy lạnh, cửa sổ ra phía sau có luôn nha. Do vậy nhà mình rất là thoáng. Nhà có cửa sổ sau thì rất là thoáng luôn, cửa bốn cánh đẩy bung ra ngoài nha. Đây, toilet riêng. Anh chị nào muốn sở hữu căn nhà này, chúng ta sẽ alo ngay trực tiếp về tới nhà đất Bà Hưng. Và hãy nhớ đăng ký kênh, bấm chuông YouTube theo dõi những video mới của em. Tiến lên trên sẽ là không gian lầu 2, cầu thang thì đúc 90, rất là rộng, nhịp thấp, ốp kim sa trắng rất đẹp luôn. Trên đây thì anh chị sẽ có khu vực phòng số 5, số 4, số 5. Phòng ngủ cũng rộng rãi, rất là thoáng nha mọi người. Phòng rất rộng nha quý vị. Nguyễn Văn Khối, phường 11 nha. Ở đây cũng gần công viên Làng Hoa, đi công viên Làng Hoa chắc tầm 200-300 mét thôi. Phúc giữa của trục đường 11 ngày xưa. Đi sang chùa Nghệ Sĩ cũng vậy. Giống nhau cả thôi. Hai lầu này làm bố trí giống y hệt nhau. Đây, toilet riêng mỗi phòng. Và căn nhà thì hạ giá chỉ có 8 tỷ 6 thôi. Đây là phòng số 4 này. Và di chuyển lên trên, chúng ta sẽ đến với không gian phòng khu vực sân thượng, phòng thờ trên nóc. Ở khu vực trên đây thì ốp gạch và làm khung sắt rồi, làm lan can luôn nha, treo đèn kết hoa rồi, mà chưa có làm phòng thờ. Đang đế rất là rộng trên này, để chúng ta lên đánh cầu lông trên này còn được. Đây, rất rộng luôn, chúng ta có thể ngăn lại làm phòng thờ, phòng giặt trên đây được nha. Đang đế rất là rộng trên đây, trên đây ngồi ngắm trăng ngắm sao cực kỳ mát. Đây, một căn nhà đẹp có thang máy. Và video của Bác Hưng đến đây là kết thúc rồi. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.